hé lộ những cảnh quay đầu tiên của Hậu Duệ Mặt Trời Việt không thua bản gốc. Những hình ảnh nhá hàng quay cảnh đầu tiên của Hậu Duệ Mặt Trời Việt khiến người hâm mộ cực kỳ tò mò. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, nhà sản xuất đã chính thức công bố dàn diễn viên chính của Hậu Duệ Mặt Trời Việt Nam gồm Khả Ngân, Song Luân, Cao Thái Hà và Hữu Vi. Dù vấp phải nhiều nghi ngại về khả năng diễn xuất của các gương mặt được lựa chọn, song không thể phủ nhận ngoại hình sáng giá chính là điểm cộng lớn nhất dành cho dàn cast này. Bên cạnh đó, qua những hình ảnh và clip hậu trường lần lượt được hé lộ trên fanpage chính thức của Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt, khán giả có thể cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ekip thực hiện. Nhiều người hâm mộ còn dựa theo những phân cảnh được hé lộ để đoán ngược lại cảnh trong phim gốc là gì. Trong số các diễn viên, cặp đôi thứ 9 do Cao Thái Hà, Hữu Vi chính là cặp gây bất ngờ nhất về độ đẹp đôi lẫn hợp vai. Cũng tương tự vai Trung úy Jun Moon Jun do Kim Si Won đảm nhận trong bản hàng, vai Trung úy Minh Ngọc hứa hẹn sẽ là đòn bẩy mang cái tên Cao Thái Hà bay xa. Về phía Song Luân, vẻ điển trai và thân hình cao lớn đã chinh phục trái tim chị em ngay từ giây đầu. Ngay cả khi ngủ cũng dễ thương hết nức như thế này. Tuy nhiên, kết hợp giữa Song Luân và Khả Ngân vẫn đang là ẩn số. Liệu Khả Ngân có thể đảm nhận một vai có sức nặng to lớn như bác sĩ Hoài Phương? Trước đó, khi tin tức về dàn cast Hậu Duệ Mặt Trời được công bố, Khả Ngân đã rơi vào làn sóng chỉ trích thậm tệ vì những chia sẻ đầy mâu thuẫn khi nhận vai nữ chính. Tuy nhiên, sau đó cô đã được người bạn thân thiết Minh Hằng động viên an ủi. Khả Ngân chia sẻ, tất cả những anh chị đồng nghiệp khi biết tin tôi nhận bộ phim này đều bày tỏ sự hào hứng, mọi người vui mừng cho tôi. Họ bảo rằng tôi phải nắm bắt cơ hội này vì Hậu Duệ Mặt Trời là dự án lớn có ekip sản xuất chuyên nghiệp, không dễ gì mà tôi nhận được vai. Còn phần mình, tôi rất hoang mang vì thực sự lúc đó còn chưa xem qua bộ phim điện ảnh gốc nữa. Chị Minh Hằng lúc biết tin tôi nhận vai thì rất vui, chị bảo tôi, em không nên sợ, em cứ nghĩ rằng mình làm được thì chắc chắn sẽ làm được. Còn nếu nói không tự tin, cả đời này sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn. Chị Hằng cũng nói đã xem qua rất nhiều phim tôi đóng và thấy tôi làm tốt. Nếu như phân tích, mô tả được nhân vật thì sẽ ổn thôi. Khi nghe những lời đó tôi hạnh phúc và cười mãi. Chị Hằng nói rất nhiều, chị tin tôi làm được. Vì vui khi được chị Hằng ủng hộ nên tôi mới tự tin lên, nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời cho biết. Khả Ngân và Minh Hằng nổi tiếng vì tình bạn thân thiết trong showbiz Việt.